từ từ rồi con sẽ tính, chứ giờ đừng đừng ai nói tới nữa. Nó hỏi nó nói vậy rồi nó làm sao giờ. Dạ. Ừ. Nó đi ngang đây nè, nó đi ngang trước nhà đà quẩy á. Ừ. Nó dòm vô nhà mà nó ai cũng nói nó mẹ này ngồi đây nè, cho mình vô thăm bà. Nó bỏ nó đi, nó không nói nàng tới. Ừ. Đừng nói gì mà ở bển qua đây. Xét bên đây nè mà nó không vô. Con thấy bà có bếp rồi, bà ở đâu? Nhỏ cháu nó đem cơm vô đó. Dạ. Rồi, có ăn vậy chứ không có thấy đường đâu mà nấu. Dạ, nó có gì nó cho ăn. Nó có gì nó cho ăn đó, có thấy đường đâu nấu. Trời ơi, đến nỗi mà thứ 4 nó cũng mua nó cho nằm. Dạ, trời ơi. Có gia bài đi, có như đây nè. Có cái bộ phận tâm thánh niệm này thôi nè, chứ có gì vậy đó. Dạ. Nhưng mà cho đem vô. Rồi ăn uống nó cho, đem đồ ăn vô ăn. Mình không có thấy đường. Dạ. Nó cho ăn gì á. Ăn không ấy chứ không chơi kem nữa. Dạ. Hộp cơm này, cơm gì vậy bà? Cơm nó cơm ăn á, nó đem cơm vô ăn á. Dạ. Ô... sáng trưa ăn rồi, bây giờ chỉ ăn cơm nó cơm chiều á. À dạ, nó đem cơm cho mấy hộp cơm vậy thôi. À đem cơm nhưng có cơm á. Dạ, bà đem vô một ngày ăn một ngày á như đó. À. Trưa ăn rồi. À vậy là một ngày là cô con cháu thì đem vô cho bà chừng này cơm đây. À. Một phần cơm như này bà ăn hết ít rồi, còn ít để cho chiều ăn các bạn. À, thì thức ăn của bà thì ai mọi người thấy đây thì hai khúc cá. Hai khúc cá hộp các bạn. Dạ con chào bà. Cảm ơn con. Dạ dạ dạ. Đường. Dạ không thấy đường hả bà? Tự nhiên mắt vậy đang đi mổ nè, tự nhiên cái bắt đầu không thấy đường luôn, chứ không dạ. Có gì. Dạ. Nay cũng cả năm rồi. Dạ. Rồi vô nhà mà không có ghế, không có gì mà ngồi. Dạ thôi ngồi dưới. Ngồi dưới đó đỡ giùm nha. Dạ ngồi dưới này cũng được bà. Ừ. Nhà sạch. Ừ, bà ở đây không? Con nhỏ cháu chú, nó bưng vô cháu ăn. Dạ, nhỏ cháu ở đâu bà? Nhỏ cháu cũng gần đây nè, nhỏ cháu nó cũng đi làm ngoài chứ nên nó có ở nhà đâu mà. Tới nhà, tới giờ đóng đây cơm vô cho ăn. Dạ. Tụi bà đây có một mình hả? Có một mình rồi. Để đó cho mát đi bà, để bao mát đi. Dạ. Mắt bà bị mờ lâu chưa? Bị lâu rồi chú, hôm nay khoảng cả năm rồi. Đi mổ nè, rồi về cái không thấy luôn á. Đi mổ rồi mà về không thấy. Hồi đó đi bán vé số, cũng có chục năm á. Từ ngày mà mắt bị bệnh đến giờ nghỉ luôn, không có bán. Làm sao cái đường đâu, coi số mà bán. Coi tiền, nếm tiền đâu bán. Dạ. Yeah. Nghỉ luôn, nay cũng có năm rồi. Dạ. Yeah. Ba cháu hỏi bà tên gì bà? Tên Minh Châu. Năm nay bà bao nhiêu mươi rồi bà? 62 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Rồi lúc trước bà ở đâu? Lúc trước quê ở đâu bà? Quê ở đây. Quê ở đây luôn hả? À, quê ở đây. Dạ. Yeah. Rồi cái bệnh đau nè, cái đi về bên đây ở. Dạ. Yeah. Về ở chung với bà chị bà này nè, quê rồi đường đi vô nè. Dạ. Yeah. Rồi bà có con cháu gì không? Có cháu thì đông mà con không có đứa nào. Yeah. Bà chồng, có chồng không bà? Chồng thì chết rồi, con thằng con mà giờ con nó nói cho chú thương chứ thiệt á, mất nó. Dạ dạ dạ. Ừ. Không chăm lo cho không bà. Không chăm lo cho mình nữa. Dạ. Hồi đó mình. Rồi lúc trước bà ở đâu? Bà ở đâu mà qua đây? Lúc trước lúc mới giải phóng tới thì ở cũng ở đây. Dạ. Ờ. Lúc trước là hồi chưa giải phóng ở trên đất một. Ừ. Một xã này nè. Yeah. Cái giải phóng tới cái về ấp 7. Yeah. Ấp 7 cái giờ cái giải tỏ cái xuống ấp 2 nè. Yeah. Ở chung với bà chị bà này nè. Ừ. Rồi lúc trước mình không có nhà cửa với bà hả? Lúc trước thì có nhà. Yeah. Ừ. Hồi lúc có chồng thì có nhà bên quận 12 á. Yeah. Cái chồng chết rồi cái nó thấy mình bệnh đau thì nó không nói nàng tới mình hết. Nó trô đuổi mình đi về bên đây ở. Bà chị á, bà thấy vậy bà mới đem về bên đây ở. Dạ. Yeah. Ừ. Ở chung với bà. Ừ. Rồi con mắt bà bị lâu chưa? Mắt bị nay gần một năm rồi. Dạ. Yeah.
tháng cái địa chỉ phòng trọ đây bà biết không? Địa chỉ phòng trọ của nhà hả? Địa chỉ bà ở chỗ này nè. Thì không, nó đâu có đưa địa chỉ đâu. Ừ. Có số nhà, có địa chỉ ở bên nhà bà chị bên đây, bà có địa chỉ nè, có số nhà nè, địa chỉ đó, bà chị bên đây bà có đó. Rồi bị 2 năm rồi bà Hà. Bị nay mới bị tháng 5 à. Dạ, mà lý do sao nó bị vậy bà? Hồi đó học cơm. Dạ. Cơm xong đưa nàng qua cái mổ mắt á. Dạ. Đi bác sĩ, khám bác sĩ đâu có môn là bác sĩ nó mổ được. Dạ. Cái mới đi mổ tốn hết 10 triệu. Mổ có 2 con rồi, con này mổ thì hư rồi, con này hư rồi, con này giờ xài không được rồi. Còn con bên đây mổ tưởng đâu còn xài được. Cái mẫu đã đời cái về cái bán á bị mình không đủ tiền bạc không ai lo. Yeah. Tiền bạc đi bán mình kiếm sống. Yeah. Đang đi bán ở trong nhà ra ngoài đường mới bằng đây ra cửa ngõ đó cái không thấy đường luôn. Yeah. Không có vui, không thấy đường hết, bắt đầu cái nhỏ cháu nó còn sống á. Yeah. Giờ nó chết rồi, sống cái chở đi xuống đại lý lấy trả tiền giấy số cho người ta, nói nó là bán không được. Cái đi về nhà ở cái gì nhà ở đâu cả tháng hai tháng gì bắt đầu cái rồi hết cái đường luôn tới giờ á. Yeah. mới đầu thì còn nó bị còn thấy đường mờ mờ được, thấy mình đi ra đi vô còn ăn uống được, đi chợ đi cũng đầu được, đi bán lại được. Cái từ ngày mà nó bị lại lần thứ hai nữa rồi hết cái đường luôn tới giờ á. Lúc trước là nó mờ một con sao mà lúc là mờ hết. Yeah. Con này cũng giờ cũng như hư rồi nè. Yeah. Con này hết chạy rồi. Rồi trước kia mình làm cái gì bà? Trước kia thì cũng đi làm tùm lum hết à. Đi bán, đi buôn, rồi đi làm rẫy, làm đồ, rồi làm lúa, làm đồ, rồi đi mua chai, đồ bán tùm lum hết à. Không, không có ngày nào mà ở không hết. Yeah. Rồi con trai bà giờ hiện giờ ở đâu? Hiện giờ nó ở bên quận 12 kìa, mà hiện giờ không biết nó lưu lạc ở phương trời nào, hôm nay lâu quá nên nó không nói nàng phải hết. Yeah. Bỏ bê bà luôn hả? Bỏ bê luôn. Ừ. Cái này nói cho có nha, nói không có thì đó, con thì nó thấy được rồi nó không có đâu, tôi là nói chính xác không có cái gì mà tôi nói nó quan nó ướt chai á. Yeah. Nói chứ mấy chú làm việc mà phải nói đàng hoàng, đâu đó đàng hoàng chứ ai mà nói nó thêm cái bớt chứ nó dốc ai làm chi vậy. Hôm bữa có mấy chị anh chị tới thăm bà có. Dạ. Nói qua phát quà cho bà rồi con cho 200 nè. Có chú cho hả? Dạ dạ. Chú cho 200 mà tôi cầm tiền mà tôi rớt nước mắt á, tôi nói đợi là người chú này cho 200.000 bạc mà mẹ bà thấy thấy cảm ơn, nghe cảm ơn chú thiệt, nhưng mà tôi nói đang nói tiếng cảm ơn cái bắt đầu tự nhiên cái rớt nước mắt, tôi hết nói luôn. Chị đó chị nói giờ chị im đi, chị đừng có nói nữa, nói hoài là con mắt như vậy mà chứ nói hoài rồi mốt. Yeah. Nó sưng nó đau, nó nhức mắt nữa không biết làm sao á. Ba không cho nói á, ba không cho khóc luôn á. Tại vì con lên đây con cũng lên một vài lần rồi mà con không có biết bà ở đây. Hình như bà mới tới đây hả? Mới tới đây hả? Khoảng chưa đầy tháng. Rồi mình tới đây là trước tháng. Mới tới đây hồi đó là mình tới đây là chưa có bà. Một tay nè, mới đúng tháng nè. Hồi chưa, bọn con qua tới thăm ông bà bên này. Bên phòng ghế bên bà á. Dạ. Đó chưa có bà. Bởi vậy mắt mình nhiều vẫn vậy đâu, dám lao chùi đồng bậy đâu. Dạ, yeah, đúng rồi. Lúc mà cái khăn cũng yeah, trực tiếp trong túi á. Yeah, cái khăn đó thường như giặt như bà. Thì giặt á. Yeah. Cái hai ba bữa giặt, bữa mà nay hình như chắc nó giờ rồi. Yeah. Không giặt đi, giặt thường xuyên đi. Chuẩn bị 2-3 cái khăn rồi giặt. Đó. Chứ đừng có lau vậy. Rồi mấy bữa nay rồi làm cái gì bà? Mấy bữa nay thì có làm gì đâu, được đâu mà làm. Yeah. Hồi đó thì còn sáng của mắt á, đi đây đi đó, đi ra đi vô đặng làm đặng sạch. Từ ngày mà mắt bị đến giờ không có dám đi đâu được, có đi đâu đâu được đâu, để có thấy đường đâu đi. Yeah. Rồi biết có ai đâu mà mượn dẫn đi. Yeah. Rồi tiền phòng ốc này như thế nào vậy? Tiền phòng á thì đúng tháng rồi mà chưa có đóng tiền. Yeah. Chưa
có đóng tiền. Tháng là 1 triệu. Tháng 1 triệu. Tiền điện, tiền nước đồ thì xài nhiêu, tính nhiêu. Giờ chưa có đóng tiền bởi vì chưa có biết nhiêu nè. Rồi ăn uống như thế nào bà? Ăn uống thì cũng thoải mái đâu, tự do thôi chứ không có gì mà có rắc rối đâu. Rồi con thấy bà có bếp rồi bạn ở đâu? Nhỏ cháu nó đem cơm vô đó. Rồi có ăn vậy chứ không có thấy đường đâu mà nấu. Dạ, nó có gì nó cho ăn đó. Nó có gì nó cho ăn đó, có thấy đường đâu nấu. Trời ơi, đến nỗi mà thứ 4 nó cũng mua nó cho nằm vậy. Trời ơi. Có gia tài đi, có như đây nè. Có một cái bộ phận, có cái niệm này thôi nè, chứ không có gì vậy đó. Dạ. Nhưng mà cho đem vô. Rồi ăn uống nó cho đem đồ ăn vô ăn. Mình không có thấy đường. Dạ. Nó cho ăn gì chứ ăn mấy vậy chứ không có giống chơi kem gì đó. Dạ. Tôi nói không phải tôi trù chứ thì tôi mới mốt cái chuyện, nhưng mà chú cũng tới tuổi già rồi cũng y vậy rồi mà tự coi vậy tôi biết. Ai cũng vậy á chứ đừng nói chi mình. Không phải mình trù ai chứ không. Mình nói mình trù ai là mình không đúng. Thằng xấu ai nói chịu phải đúng không? Dạ, trời kêu ai nói chịu. Còn tắm rửa là được, thoải mái, giặt đồ, giặt cái quỷ đầu, quỷ đạt đồ được mà. Dạ. Quét nhà, quét đồ được. Lau nhà, lau đồ được, đi ra, đi vô, được thoải mái, nhưng chỉ có con mắt mà. Giờ là nó tối thui luôn, không thấy phần nào mà bà? Không, cũng thấy bóng bóng. Dạ. Trời không mưa thì thấy nắng sáng. Dạ. Còn trời không mưa thì thấy tối thui. Dạ, dạ. Tốt mù luôn á. Như chú ngồi đây nè, thấy cái bóng sáng sáng rồi, chứ không có biết ăn, không thấy mặt mãi ăn ra sao. Dạ. Bảo ở đâu mà nhiều dữ vậy? Trời ơi, tối ngủ còn bắt đèn được mà, còn thấy đường mò, bắt đèn, cúp điện được mà. À dạ, rồi mấy cái đèn đó, nó có dây điện đó, rồi bà cẩn thận nha. Có ai dán lại mấy cái lỗ cho bà rồi? Cái bộ chủ phòng trọ nè, ta dán cho mình á, ta sợ mình cái tay của mình á bóp vô giật. Con thấy mấy cái lỗ điện đó có ai dán thì giúp bà rồi. Chủ phòng trọ nó dán giùm á. Dán lại chứ bà không tiếc bà mò mà thọc cái tay vô cái lỗ đó thì chết á. Ủa chú ở đâu mà tới đây? Con ở dưới Hóc Môn á. Cụ làm ở trong Hóc Môn hả? Dạ. Kêu mình chú vậy chứ cũng nhỏ tuổi. Con này mới có ba mấy hả? Ba mấy, 35 chưa? Dạ. Thôi đó con thôi. Thôi hồi đó mình bé mình vui nó thấy mẹ luôn, không giống quýnh đặng vậy nó. Giờ nó lớn bắt đầu thấy mình về rồi nó không nói nha. Dạ. Bỏ về luôn. Anh là có gia đình gì chưa bà? Chưa có gia đình, chưa có gì hết. Nó nghe lại ai không biết, bên nội nó giàu có tiền có mẹ, có nhà có cửa, khi có nhà có cửa nó cho nó ở. Bây giờ nó thấy mình về ở nhà ở cửa nè, rồi bây giờ nó bỏ bê, nó hắt hủi mình. Nó vậy á, nó không có nói năng, từ ngày mà bị mắc tới giờ nó không nói năng gì. Kỳ đó người ta gặp nó ở bển á, ta nói cho mẹ mày vô bên đây bệnh nè, bữa gần chết bả nè, mẹ chịu về coi bả làm sao, bả không thấy đường bả đi kìa. Nó rồi kệ bả, ba con ba con từ từ rồi con sẽ tính, chứ giờ đừng ai nói cả nữa. Nó hỏi nó vậy rồi nó làm sao giờ. Trời ơi, nó đi ngang đây nè, nó đi ngang trước nhà đà quẩy á. Nó dòm vô nhà mà nó ai cũng nói nó mẹ này ngồi đây để cho mình vô thăm bà, nó bỏ nó đi, nó không nói năng tới. Đừng nói chi mà ở bển nó qua đây khác bên đây nè mà nó không vô. Rồi ông mất lâu chưa bà? Mất lâu rồi, ít mới mất đây chứ, mất nay khoảng chừng năm nay à. Dạ. Là bắt đầu từ ông mất chết là, rồi, là, rồi, rồi. Là bà là anh bỏ bà luôn á. Nó cắt khỏi mình luôn tới giờ. Nhiều tuổi chưa? Ai hai con á? Ba tuổi mèo á. Bà 45. Ba 45 thì lớn hơn cái thằng bé cháu này tuổi nè. Có vợ chưa? Chưa. Nhiều khi tôi đón là nhiều khi em biết nó nghe lại được hả? Chứ không gì. Dạ. Bọn giàu có. Nghe lại được hả? Chứ không gì.
nổi mình. Ở bên đây ai cũng năn nỉ, nó nói về nhà ở với mẹ mày đi. À, nó cũng không nói năng gì hết, về trước mới gì bệnh ở đây, nó muốn cái lời đã vốn. Nó làm thinh. Cái cô cháu đó là như thế nào về với bà? Ai? Cô cháu mà đem cơm vô hả? Dạ, hay cho bà ăn á. À, cháu dâu. Dạ. Cháu dâu là con của ai bà? Nhà con của bà chị thứ hai. Dạ. Chồng nó cũng đi làm hoài à. Nó làm nó mua 4 đứa, 3 đứa con nó với chồng nó. Mà chồng nó thành nghề khắc nghiệp á thì nó nuôi, còn chồng nó làm được thì bữa tiền về cho nó lo cho con cái nó. Dạ. Nó cũng đi làm hoài à. Chứ đâu có nhà. Đi làm tháng rồi ba đó. Giờ trong người bà có đau bệnh gì nữa không? Trong người tính bơ là khẽ re à. Dạ, khẽ re. Nó dặn thì nó nói chừng nào mà có gì thì nói nó nghe. Nhỏ đó đó. Dạ. Nói nó cho nó biết. Và chỉ giờ một mình con mắt là mù là không thấy được. Con mắt là mù là không thấy đường thôi à. Chứ không có cái gì hết á. Rồi là hôm trước là ai đưa bà và vô ở đây? Thì nó, nhỏ đó đó. Cháu dâu luôn hả? Nhỏ đó nó cũng ở, nó hỏi nhỏ chủ nhà nè. Yeah. Rồi nó vô nó coi, rồi đem ở đây ở, nó dọn dẹp, quét dọn rồi đem ở đây ở nè. Chứ có ai đâu. Có bà chị, mà bà chị giờ bà cũng yếu rồi, cũng già rồi, giờ bà cũng chết rồi. Đi không nổi, yeah. Giờ lưng cơm, giờ đi không nổi, hiện giờ cũng nặng quá. Cũng xét bên đây nè, chứ không có ra. Yeah. Rồi cái bà cũng làm gì được đâu, hồi đó thì mình sống với bà lo, bà nuôi mình. Giờ bà già yếu rồi, giờ thằng ai đi lo. Dạ. Rồi rồi rồi, bà chị của bà đó là có còn gia đình không bà? Có. Yeah. Gia đình chồng bà thì chồng bà chết rồi, nhưng mà bà ở với con bà quậy. Con bà cũng mới chết đi luôn rồi. Yeah. Mới chết hôm nay cũng mấy tháng à. Bà ở với cho nội bà. Dạ. Yeah. Cháu nội bà cũng đi làm. Dạ. Yeah. Là cháu nội là con cháu dâu á. Cháu nội, cháu ruột bà á. Cháu ruột còn là có đứa cháu dâu là... Có đứa cháu dâu nhỏ đem cơm với yeah, cũng yeah. Cháu dâu. Là con của bà kia, chứ không phải con bà. Con của bà thứ hai, còn được chết á là con bà thứ con bà. Dạ. Yeah. Rồi bà ở dưới thành cháu nội bà quá á. Thành cháu nội bà cũng đi làm. Nó có vợ có con rồi, nó đi làm nuôi vợ nuôi con nó chứ lo cho mình nữa, sao nó lo cho nổi vậy. Rồi tiền phòng là chưa biết tháng này là bao nhiêu? Chưa biết tháng này là như nó nói 1 triệu mà không biết có giảm bớt gì không, không biết, chưa biết. 1 triệu thì họ có nói điện nước gì không bà? Không, không có nói điện nước gì. Tháng này là bà chưa đi làm gì, chưa có tiền hết. Chưa. Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình ghé 257 sạc 80 sạc 17 ở đường Đặng Thúc Vịnh, tổ 17 ấp 2 xã Đông Thành của huyện Hóc Môn các bạn. Thì mình ghé thăm một bà tên là Nguyễn Thị Minh Châu ở trọ đây các bạn. Thì hoàn cảnh của bà thì hai con mắt bị mù không thấy đường đó, thì cũng có gia đình thì ông cũng mới mất, thì có một người con trai. Thì mình cũng nghe bà kể chuyện lại với mình, tâm sự lại với mình thì cũng không lo cho bà. Thấy bà giống như vậy thì cũng bà nói không lo cho bà, không chăm lo cho miếng ăn giấc ngủ gì cho bà hết, để bà bơ vơ sống. Thì lúc trước bà sống với bà chị, thì bà chị cũng nghèo khó, thì có đứa cháu dâu thì cũng đưa bà vào trong này để sống bơ vơ một mình đành lẻo trong cái căn phòng mười mấy mét vuông đây. Mười mấy mét vuông đây một mình bà trong này. Đó, thì mình thật sự thì mình cảm thấy là bà cũng rất chi là tội các bạn. Sống một mình mà mù mà không thấy đường mà không ai lo mà sống một mình trong này, không biết tối lửa tắt đèn là như thế nào, nửa khuya nửa hôm như thế nào đây. Đó.
hiểu mấy chú nói cũng nghe cũng buồn. Yeah. Cảm ơn mấy chú khuyên vậy cũng rất rất cảm ơn mấy chú, mấy chú đây là giúp vui vẻ. Thôi không có mấy chú đang nghe buồn hiu, không có nói là nhàm vậy á, chứ có đi tới đâu đâu nói chuyện với người ta. Dạ. Thì hôm nay thì cũng nghe bà nói là ở đây một tháng rồi mà chưa có tiền để đóng tiền trọ của bạn, thì bà mới chuyển về đây thì một tháng rồi chưa có tiền trọ, thì trong bếp thì chưa có cái gì hết ngoài bình nước và mấy cái chén để ăn. Và đây mình thấy là hình như có cái hộp cơm này, cơm gì vậy bà? Cơm đó, cơm ăn á, nó đem cơm vô ăn á. Dạ. Sáng trưa ăn rồi, bây giờ chép cơm, nó cơm chiều á. À dạ, nó đem cơm cho mấy hộp cơm vậy ha. À, đem cơm, nhưng có cơm á. Dạ, ba... đem cho một ngày, ăn một ngày như đó. À. Trưa ăn rồi. À, vậy là một ngày là cô con cháu thì đem vô cho bà chừng này cơm đây. À, một phần cơm cho như này, bà ăn hết ít rồi, còn ít để cho chiều ăn các bạn. À, thì thức ăn của bà thì, đây mọi người thấy đây thì... hai khúc cá hộp các bạn, trời không có một miếng canh hay là miếng rau gì hết bạn ơi. Bữa nào nó có đem cá đồ vô thì không có canh, còn bữa nào nó không có đem cá thì có miếng canh để giúp đỡ vậy chứ không có gì. Hai khúc cá hộp vậy mà ăn cả ngày với một ít cơm. Thì mình thấy cái ổ điện này thì bà cũng tâm nói là bên chủ nhà cũng thấy bà mù thì cũng dán lại, lấy băng keo dán lại cho bà rờ nó khỏi. Tôi không có rờ cái ổ điện đó. Dạ. Yeah. Không có rờ đó. Thì trong phòng không có cái gì. Không có cái này. Cái này và cái gối. Mền gối gì đó. Còn con thấy cái mấy cái cô con cháu đem cơm như vậy là con ứa nước mắt á. Dạ. Thì đó các bạn cũng thấy rồi đó, hoàn cảnh của dì thì như vậy đó, mù không nơi nương tựa. Thật sự nói là nghe dì bà tâm sự là không nơi nương tựa, sống một mình lạnh lẽo trong căn phòng mười mấy mét vuông giống như vậy. Chú nói buồn này. Dạ. Khóc mà không dám khóc này, khóc rồi để mấy chú buồn, mấy chú ăn. Dạ thôi, mình cũng tới đây cũng chia sẻ hoàn cảnh của bà cho mọi người nha. Thì mọi người có ai sẽ có xem được cái clip mình đưa lên thì có thể tới đây theo cái số địa chỉ đây để chia sẻ phần nhỏ nào cho bà nha, để bà an ủi trong cái căn phòng lạnh lẽo như thế này. Đó. Thì con cũng tới đây, con cũng giờ con cũng xin chào bà nha. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ con cũng chúc bà giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm ơn rất nhiều. Dạ. Xin chào mọi người nha. Chúc tôi cũng rất mừng. Dạ. Thì chào mọi người nha, chúc tất cả mọi người có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong chúc cô cũng chúc cho mấy hai chú ra thì về để tươi vui vẻ nha, hạnh phúc nha, rồi đừng có cái gì mà buồn với tôi nha. Dạ. Buồn. Mấy chú buồn là tôi cũng buồn theo luôn á. Xin chào cả nhà nha.